Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu cho mọi người một cái công cụ không thể thiếu khi xem YouTube, đọc nghiên cứu cũng như là nghe bài để có thể trích được cái screenshot của một cái video YouTube bất kỳ để mà mình xem trên mạng. Thì bình thường ấy mà mình sẽ làm một cái video clip YouTube và mô họa mình họa tất cả mọi thứ, mô phỏng tất cả mọi thứ, nó rất là cụ thể. Tuy nhiên là bây giờ vì đang tình hình dịch cho nên là cần phải làm với cái tần suất các cái video nó nhanh ra nhất có thể, cho nên là mình sẽ không thể làm việc đó. Thì cái công cụ này là cái công cụ tên là MookNote, mình đã từng chia sẻ trên cái timeline của mình. Tuy nhiên mọi người biết là cái thuật toán của Facebook, nó thuật toán newsfeed, nó sẽ là nó cứ trôi đi, đúng không? Tức là hôm nay mình post thì sẽ có người biết hôm nay, nhưng mà nếu lần sau có người mà muốn tìm lại thì là mình sẽ không biết được nữa. Cho nên là post trên Facebook, trên mình một bài post, nó chỉ có mang tính gọi là thời điểm thôi, chứ nó không phục vụ được cái việc giúp cho người rằng là những người sau cách đây một tháng một năm có thể tìm ra được thông tin dễ dàng. Thì nếu như mà mình muốn làm một cách giúp cho mọi người có thể tìm lại được cái bài viết này dễ dàng hơn, thì có cách là mình viết một cái blog hoặc là mình làm một cái clip YouTube. Thì khi mọi người muốn tra những cái từ khóa như ví dụ take note trên YouTube hay là lấy ảnh screenshot ở YouTube, thì mọi người sẽ dễ dàng ra được cái clip này hơn là so với việc mọi người tìm ra được cái bài viết Facebook này của mình từ lâu rồi. Mọi người sẽ thấy là do cái thuật toán và do cái cơ chế hoạt động của cái newsfeed của Facebook mà bài viết này sẽ mất tích. Cho nên mình sẽ làm một cái video clip rất nhanh để mà đưa lại cái thông tin này lên YouTube để cho mọi người dễ dàng tra cứu hơn. Công cụ không thể thiếu khi xem YouTube, đọc nghiên cứu và nghe bài. Ví dụ khi xem các chương trình ưa thích, có thể lưu lại các khoảnh khắc đáng nhớ thành các screenshot trên timeline. Đấy, như vậy là với một cái clip YouTube như thế này, mình thấy có khoảnh khắc nào hay, mình có thể lưu lại thành các cái screenshot. Đây là công cụ cực kỳ hay, mà là công cụ dí mắt mà mình biết mà tiện như thế, để mà có thể lấy được một screenshot rất nhanh trên YouTube. Và nó lại ở trên đám mây, tức là trước đây mình phải toàn là download cái video clip về và mình tự lấy cái screenshot, có thể bằng những phần mềm như mình đã giới thiệu là cái pop player, có khả năng là nó là video player mà mình vừa xem một cái file trong máy, mình vừa lại có thể ấn một cái nút để mà lấy ra screenshot, và cái screenshot để nó sẽ lưu thành một cái file ảnh ở trong cùng thư mục gốc với cái thư mục có cái chứa file video này gốc. Tuy nhiên là như thế thì nó có cái bất tiện là với một ngân hàng video clip rất lớn thì mình lại phải có một cái ổ cứng rất lớn để lưu tất cả chỗ ảnh và lưu cả cái chỗ file video gốc đấy. Và như thế thì nó khi mà mình đi ra chỗ khác thì nó sẽ không thuận tiện. Còn cái này là chúng ta dùng đám mây để mà lưu lại. Đấy, nó rất hay ở chỗ là khi mình đi bất cứ chỗ nào khác thì mình thậm chí là không cần phải mang theo mà cái máy tính gốc của mình, hoặc không cần mang theo một đống ổ cứng lưu các cái ảnh của cái những cái này, mà mình hoàn toàn có thể chỉ cần login cái account của mình thôi và mình sẽ xem lại được cả cái ngân hàng này. Đấy. Ví dụ khi mà mình xem cái chương trình siêu trí tuệ thì mình sẽ dùng cái này để chụp lại ảnh những cái khoảnh khắc đáng nhớ này, ban tổ chức lọc luật lệ là giây thứ bao nhiêu này, có biến cố gì xảy ra trong chương trình. Như vậy là mình chụp lại này thì mình nhìn screenshot mình nhớ lại rất nhanh, bởi vì tư duy con người là nó bằng hình ảnh. Đấy, chứ không phải bằng bằng viết, mà viết thì cũng sẽ rất dễ dẫn đến trường hợp là chúng ta sẽ mỗi cái video clip một nơi, còn cái quyển vở ghi nốt chú thích là có cái gì quan trọng trong cái đấy lại ở một nơi, còn đây là chúng ta có tất cả cùng một chỗ, nó rất dễ tìm kiếm. Tiếp theo này, khi đây là một cái case mình sử dụng, nó một cái trường hợp mình cũng hay sử dụng cái mục nốt này để ghi chú, nữa là khi sưu tầm các hiệu ứng PowerPoint, hiệu ứng các kỹ xảo After Effects có thể dễ dàng cho vào ngân hàng để lúc cần tìm lại rất nhanh. Có nghĩa là ví dụ như mình, đây là một cái video clip của một bạn Ấn Độ, một bạn người Pakistan và cả một bạn Iran làm một cái channel là chia sẻ cái PowerPoint online và chia sẻ cái này. Thế nhưng mà bây giờ mình chỉ nhớ mang máng là hình mẫu PowerPoint nó trông đẹp đẹp nên cho mình không nhớ là làm sao để tìm lại cái clip đó trên YouTube, thì mình sẽ lưu vào một ngân hàng như thế này. Đấy. Mình lưu vào một ngân hàng như thế này thì mình nhìn cái là thumbnail, mình nhìn cái ảnh thu nhỏ là mình nhớ lại ngay là cái clip đấy nó nói về cái gì. Và nếu như mà mình chụp lại những khung hình quan trọng trong clip thì mình sẽ nhìn rất nhanh ra là cái kho này nó nói về cái gì, và lúc mình cần tìm lại cái hiệu ứng đó nó sẽ rất là nhanh. Đấy, cái này cực kỳ hay và thuận tiện cho việc ghi lại những cái lưu trú về hình ảnh ở trên video. Đấy. Thế còn cái công cụ mà lưu trữ về text, tức là nếu như mình cần ghi chú text thì nó lại có cái khác. Tuy nhiên là ở đây cái app này có thể cái Chrome extension, tức là cái phần mềm nó add-on, nó gắn thêm vào cái trình duyệt Chrome để mình có thể làm việc cùng với cái video, và mình có thể lưu cái video clip bất kỳ mà mình xem vào ngân hàng này.
Đấy. Thì đây không phải là một app riêng, đây cũng không phải là một app trên điện thoại, mà đây là một cái Chrome extension, tức là một cái add-on, cái nâng cấp cái tính năng cho cái trình duyệt Chrome ở trên máy tính nhé. Đấy, ví dụ mình học tiếng Anh bằng cách là chụp lại màn hình cả cả phụ đề, lúc cần lục lại rất nhanh. Đấy, như vậy là ví dụ một hàng ngân hàng các cái đề bài ở đây. Đấy, thì đấy là sẽ có rất nhiều kênh dạy tiếng Anh họ sẽ có cái phụ đề như này và chữ rất to đẹp rõ ràng, như vậy là mình sẽ có cái điều kiện để mình xem. Đây ví dụ khi mình nghiên cứu này về trí tuệ nhân tạo thì mình sẽ có những hình screenshot, mình sẽ nhớ cả một cái tập dài 36 phút này, mình sẽ dễ dàng xem lại những khoảnh khắc của nó, mình nhớ mình kể cả sau này lâu lâu rồi mình xem lại, mình nhìn thấy cái hệ thống cái một cái đống screenshot mình thấy lấy ở trong cái tập này ra, mình cũng nhớ màng máng lại được là cái tập này nó về cái gì, mà thực ra mình không hề phải ghi lại không hề phải xem lại cả 36 phút đó. Đấy, khi mà mọi người nghe là bài giảng rất là giả sẽ rất là có lợi. Đấy, ví dụ một cái rất hay của cái này nữa là cái hệ thống ghi chú của họ là mình có thể lấy một cái video clip bất kỳ trên YouTube, mình cho vào ngân hàng này của họ, họ hỗ trợ phụ đề ở đây để mình xem luôn. Tuy nhiên là nó còn hay ở chỗ là ví dụ cái clip nào mà mình đã take note rồi thì nó sẽ hiện cái dấu tích ở đây. Thế còn cái nào mà mình cứ lưu bừa vào trong và mình để vào trong cái kho này của mình thôi mà mình chưa xem thì là mình sẽ thấy trống trơn này. Đấy. Và cái nào mình đang xem dở mà chưa hết nó sẽ hiện cái xoay xoay này. Đấy, mọi người thấy không? Như vậy cái nào xong rồi thì nó hiện cái dấu này này. Cái nào mà chưa xong thì là vẫn đang xoay xoay, và cái nào là hoàn toàn chưa bật đến. Đấy, như vậy là hàng ngày mình có thể gom rất nhiều video clip mình thấy hay hay nhưng mà mình chưa kịp xem, thì mình chỉ cần mở lại vào cái danh sách này một cái là ngay lập tức là mình biết là cái clip này mình thấy hay hay nhưng mình chưa kịp động vào, mình chưa kịp lấy trôm thông tin hay ho ra, mình chưa kịp nghiên cứu cái clip này, thì mình nhìn cái là mình biết ngay cái clip nào đã xem, cái clip nào chưa xem, clip nào mà mình đã ghi chú rồi. Đấy, cái đang xem dở chưa hết này, cái này chưa xem này. Đấy. Đấy, đây là cái khi mà mình đang xem YouTube nhé, đây là cái giao diện mình đang xem YouTube bằng trình duyệt Chrome, thì nếu mà mình cài cái add-on này vào, thì add-on mục nốt này vào thì là dễ dàng thêm clip này vào bộ sưu tập với các dấu cộng ở khắp nơi trên YouTube. Đấy, như vậy là mình cài thêm add-on này vào thì cái giao diện trình duyệt Chrome của mình khi đang xem YouTube nó thêm một cái dấu cộng như này. Đấy, và nó còn thêm rất nhiều dấu cộng ở các nơi khác mà các video khác cũng đã cho vào. Như vậy cái tốc độ mình có thể cho vào ngân hàng để làm việc vào cái kho của mình ở trên mục nốt, ở trên cái giao diện chính của cái phần mềm này rất nhanh. Đấy, mình nhìn thấy là mình cộng và mình chọn cái kho của mình, mình ấn một cái là nó hiện ra đây, và mình ấn vào cái kho mình cần tìm là mình ấn với ngân add. Đấy, thì là mình sẽ cho vào kho luôn. Còn nếu add và play tức là nó sẽ mở ra cái cửa sổ mà làm việc chính của mình như thế này để mình xem luôn cái video clip đó. Còn nếu như mình chỉ ấn vào add thôi thì nó chỉ đơn giản là add thôi, còn mình vẫn sẽ giữ cái cửa sổ làm việc ở trên Chrome, vẫn ở trên YouTube, ở trong Chrome, chứ mình không vào cái cửa sổ làm việc của MookNote. Đấy. Đây là cái giao diện ở bên trong cái website của MookNote này, thì họ load cái video clip YouTube họ nhúng vào trong này và mình làm việc ở trong này. Đấy. Cái này nó hơi dở một chỗ là cái khi tức là nó không phải là một cái cửa sổ panel làm việc nó sổ ra để mình làm việc với cái video clip này ngay trong khi mình đang xem video clip ấy, mà cái giao diện mà để làm việc với video clip đấy và để ghi chú nó là một giao diện riêng ở bên trong cái trang web MookNote. Đấy. Chứ nó không phải là một cái extension. Thì mà nếu như mọi người muốn tìm hiểu về cái mà mình ở bên nóc này đang dùng này, là mình sẽ take note, nhưng mà cái này không hay bằng cái MookNote ở chỗ là cái này chỉ take note được bằng text thôi. Đấy. Thì cái này cái MookNote là chuyên để take note về screenshot, làm screenshot tức là lấy lại cái khung hình, thì như mình nói là con người tư duy bằng hình ảnh thì tìm bằng hình ảnh nó nhanh hơn. Đấy, tuy nhiên là cả mình đang dùng cả hai cái bởi vì là cả hai cái đều có những cái rất hay của nó. Cái kia cũng có cái lấy làm text thì nó cũng giúp cho mình tìm lại thông tin rất là nhanh. Đấy. Bằng text rất là nhanh mà cái mức nó này nó không hay bằng. Đấy. Thì nếu như mình thuần túy về làm text thì mình sẽ dùng cái kia, một cái gọi là reclip, mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn ngay sau đây. Thì cái mình sẽ một clip nào ra clip đấy thì mình sẽ làm cái mức nốt này trước. Đấy, thì cái reclip đấy nó cho mình sổ ra một cái panel và mình ghi chú luôn khi đang xem YouTube này và không phải nhảy sang một cái giao diện hay cửa sổ hay trang web nào khác. Đấy, thì cái hiện nay mức nốt này vẫn bắt mình phải là vào chính trang web của họ để ghi chú trên cái video clip YouTube này. Họ chỉ nhúng cái video clip YouTube này vào trang web của họ để mình làm việc thôi, chứ còn thực chất mình vẫn phải vào trang web của họ. Đấy, thực ra nếu như mà làm được cái, nếu như mà tương lai họ làm được cái panel nhúng vào đây thì hay hơn, thì nó nhanh hơn, chứ không phải mở cửa sổ mới hay các kiểu. Đây thì ví dụ mà một cái tính năng rất hay của cái này là mình hay dùng để mà chôm những cái quét
thumbnail, tức là ví dụ mình thấy có những cái chữ hiện ra trong video clip này thì hoàn toàn có thể dùng tính năng OCR, cái nút OCR này hiện ra ở đây để mình khoanh vùng cái khu chữ chữ đấy. À, dễ dàng khoanh vùng và dùng công cụ OCR là Optical Character Recognition để nhận dạng ký tự để biến hình ảnh thành text để có thể copy ra nốt hoặc chỗ khác, hỗ trợ cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt rất tốt. Đấy, mình đây ở đây mình có một cái ví dụ ở dòng trên là có tiếng Anh và ở dòng dưới là có tiếng Việt để xem nó hoạt động như nào. Mình ấn vào cái nút OCR này và mình khoanh tròn nó lại thế này, khoanh 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 vùng nó lại thế này, và sau đó có một cái nút là Grab Text sẽ hiện ra thì ấn vào cái nút đấy. Đấy là mình sẽ chôm được cái chữ đấy, nó gọi là nhận dạng ký tự luôn. Đấy thì bây giờ nó chôm ra rồi. I feel comfortable when a stranger holler at me. Đấy, như vậy là nó rất chính xác luôn. Và tôi cảm thấy không thoải mái khi bị người là. Như vậy là mình có thể copy cái đoạn text đó. Đấy, hoặc là paste, nó vẫn giữ nguyên phông chữ cũ. OCR hỗ trợ cả tiếng Anh và tiếng Việt này rất tốt. Đấy, mọi người thấy nó nhận ra cái ký tự này thành text này tốt quá, đúng không? Cái này tuyệt vời luôn. Đấy. Đấy. Thì đây là ví dụ mà đây một ví dụ khác. Và khi mà mình thích một cái nốt ở trên này thì là mình sẽ thấy là trên timeline là có cái nốt trắng trắng này, chứng tỏ là ở khu vực đấy mình đã lấy một cái screenshot, mình đã lấy một cái hình ảnh để ghi chú. Nó rất hay. Giá như mà là nó có cho mình chọn cái màu của cái nốt đấy thì càng tốt nữa. Màu của cái này trắng trắng mà mình thay bằng màu khác cũng được. Bởi vì là có rất nhiều thể loại mà mình muốn take nốt. Ví dụ mình chỉ đơn giản là muốn take nốt khi mà video clip nó đang đến cái giai đoạn ví dụ chương 1, chương 2 thôi. Đây là cái clip về 20 nguyên tắc trong tiền tệ này. Đấy, thì từng chương hồi là mình sẽ có take note đấy, để mình ấn một cái là mình vào được về cái chương này luôn. Đây là các cái mục 5, chương 6, chương 5 này. Tức là nó chưa có cái gì quan trọng cả. Nhưng cái kiểu take note thứ hai là mình sẽ take note cái khu vực có cái gì đấy hài, quan trọng hay thông tin bổ ích. Đấy, như vậy là mình có, ít nhất là mình đang dùng là hai kiểu take note. Tức là take note là mình muốn tour nhanh đến chương 1, chương 2, chương 3 thì mình sẽ bookmark lại các cái time, các cái thời gian, thời điểm. Nó là một kiểu mình muốn là nó thành một màu khác. Còn nếu mà mình muốn ghi chú lại những cái mốc mà ví dụ hài hước hoặc là có những thông tin quan trọng, mình lại muốn nó là một màu khác, nó không lẫn với nhau, đúng không? Chứ cái gì cũng trắng là mình không hiểu là cái giây phút này là nó là chuyển chương hay là nó đang nói đến cái gì quan trọng, nên lúc sau mà có nhiều cái chấm chấm thì nó sẽ rất là phiền, đúng không? Mình sẽ khá là lẫn. Đấy, mình sẽ có cái ví dụ để xem nào. Đây này, ví dụ trong một cái video clip về trí tuệ nhân tạo mà nó lại bao nhiêu cái chấm chấm như này, mình không hiểu là đoạn nào là chuyển sang ý mới, chương mới, hay là đoạn nào có thông tin quan trọng, hay là đoạn nào thế nào. Thế giá như họ cho nhiều màu sắc này thì hay hơn, để mình chọn, để mình nhìn cái là biết là cái màu xanh nó là chuyển chương, còn màu vàng nó là ý quan trọng hay cái gì đấy. Mình học cả một cái lecture dài, có thể chỉ cần rút gọn thành những cái screenshot đơn giản, chỉ cần là xem lại được luôn. Đấy, nó rất hay ở chỗ này. Chụp màn hình lấy đúng cái frame hình đó. Ví dụ một ai đang thầy cô nào đang thuyết trình thì là mình sẽ lấy cái này. Đấy. Thế còn những cái slide này nó thì bị một cái là ở đây là cái này nó hơi nhỏ, đúng không? Cái hình chụp đấy là hơi nhỏ. Thì mình đã có một em sinh viên bách khoa rất là thông minh, em đã viết hộ mình kia một cái script học cho mình có. Đây này, mọi người thấy sự thay đổi chưa? Học cho mình đã làm một cái script, một cái add-on tiếp theo nữa. Add-on này chạy trên Google Chrome và nó bổ sung tính năng cho cái mức, cái add-on mức nốt. Như vậy chúng ta có hai add-on đấy. Thì học cho mình đã làm giúp mình là như vậy là chúng ta đã zoom cái ảnh to lên và nhìn rất rõ hơn rất nhiều so với lúc trước. Mình cũng làm một cái script, là một dòng đoạn code để mà zoom cái hình này lên để cho cái giao diện mình đẹp hơn. Mình sẽ giới thiệu ở cuối cái video clip này. Đấy, thì nhưng mà đại khái là ở đây là họ chụp lại cái hình này rồi và nhìn hơi bé thôi. Đấy, thì mình đã có cách để mà nhờ em ấy viết cái phần mềm nữa, một cái add-on nữa ở trên Google Chrome, cho Google Chrome để cho luôn luôn nó phóng to ra cái ảnh này, nhìn cho nó dễ. Đấy. Dễ dàng lưu lại thông tin có học trên Microsoft đấy. Thế thì mình lấy cái chứng chỉ MIE Certificate, mình cũng dùng chính cái công cụ này. Mọi người sẽ thấy ở đây mình sẽ nói thêm về cách họ hiển thị ở đây. Cái nào mình đang xem dở này, cái nào mình đang cái đây là AI module 1 này, và thì đang hiện cái video clip đấy ở đây, và đây là các cái video clip khác này. Đấy. Mọi người sẽ thấy là khi ấn vào cái video clip nào thì sẽ vào đấy, và khi mình bắt đầu thoát nốt thì cái giao diện bên này nó sẽ chuyển sang cái hình ảnh, đây là danh sách các cái video clip trong cả cái thư mục. Còn ấn vào cái video clip này rồi và take note rồi thì bên này nó sẽ chuyển sang thành tất cả các screenshot ở bên trong cái video clip này thôi. Đấy, được chưa? Đấy. Thế còn cái nào mình đang xem dở thì nó sẽ xoáy này, cái nào chưa hề xem thì nó trắng pháo như này, cái nào mà nó xem mình xem rồi thì là về ở đây, và cái nào mà mình đã take note, cái nào thì nó sẽ hiện hình có cái biểu tượng ở đây. Đấy, cực kỳ là tuyệt vời, đúng không?
Như vậy là mình nhìn có thể như vậy mình có thể suy luận như sau: à, như vậy là cái module 4 này mình đã xem rồi nhưng mà mình không take note cái gì cả, chứng tỏ là nó không có gì hay, không có gì quan trọng. Đấy, mình có thể tận dụng như thế để mình nhìn rất nhanh vào: à, cái module 1 introduction để học cái Microsoft Form này thì mình chưa xem này, liệu nên xem không. Đấy, thì mình đấy, mình có định rất nhanh mà, chứ nhiều khi ngay cả app YouTube cũng không thể nào giúp cho mình xem được, quyết định được như thế, là mình không thể biết được cái những cái video clip nào mình đã xem trong ngày và cái nào xem hết rồi, chưa take note cái nào rồi, đúng không? Nếu như mình dùng giả sử mọi người dùng bút viết ra kiểu để mà take note thì làm sao mà mình biết được là clip nào trong cả đống clip này mình đã xem rồi, clip nào mình đã take note rồi, clip nào là không, mà mình chỉ dùng cái giấy thôi. Trong khi có cái biểu tượng này là máy khi mình đang take note thì máy nó tự thống kê cho mình, cực kỳ dễ nhìn và cực kỳ dễ tìm lại. Cái quan trọng nhất là không phải là lúc take note mà là lúc tìm lại được không. Đấy, thì nếu như mọi người take note vào một cái tờ giấy hoặc một quyển sổ thì lúc nào mình cũng phải mang quyển sổ để đi theo, và lúc nào mình phải tìm đến đúng cái trang, ví dụ là mọi người xem những cái clip này thì mọi người lại phải lật đúng cái trang sổ sổ đó đến cái đến cái đoạn ghi nhớ đó. Thế còn đây mình cứ ấn vào cái video clip này thì automatic là nó sẽ hiện ra tất cả các screenshot mà mình đã take note ở trong cái video clip này, trong cả một cái video clip dài như thế. À, thì là rất tiện và luôn luôn mang thái độ cũng được, bởi vì nó là đám mây, mình chỉ cần log in cho nên là mình có thể mang nó khắp nơi mà mình không mất công lưu trữ, thậm chí không cần phải down cái video clip YouTube về nhà, đúng không? Đây là hoàn toàn nhúng vào trên mạng và thấy clip nào hay mình cho luôn vào kho này của họ ở trên mạng, chứ mình không phải down cái video clip đó về nhà. Đấy, nó hay, cực kỳ hay rồi đấy. Và đây ví dụ có một cái show rất dài, show dài 4 tiếng như là giải Oscar này. Đấy, xem và ghi chú lại giải Oscar kể cả khi nó không có trên YouTube bằng cách up lên OneDrive và Dropbox. Đấy, ghi chú lại các mốc thời gian quan trọng, phim nào được giải gì, sao nào xuất hiện này, ví dụ như Brad Pitt xuất hiện ở thời điểm này này thì mình ví dụ mình ấn vào, mình có thể, tức là đây là chụp ảnh và mình có thể ghi chú luôn, và mình có thể highlight và dùng rất nhiều công cụ mà gọi là rich text formatting, tức là làm chữ nó có nhiều màu sắc. Ở đây là mình để là nền highlight này thì nó dễ nhìn hơn. Parasite này, đấy, ví dụ hiện đúng cái dây này là Parasite nó lên đấy này. Thì có một điều đặc biệt là chỗ là cái video clip này thì không phải là một video clip trên YouTube, bởi vì là giải Oscar rõ ràng họ không phát lên trên mạng miễn phí cho xem cả chương trình như thế được, chỉ phát vài khoảnh khắc thôi. Thì cái hay ở đó là mình có thể cho vào ngân hàng của cái video clip này một cái video clip bất kỳ và mình up lên cái OneDrive của Dropbox. Thì ví dụ như là Microsoft có tặng cho tất cả giáo viên chúng ta là một cái account có 1 terabyte trên 1 terabyte trống ở trên account OneDrive của Microsoft, thì chúng ta hoàn toàn có thể up video clip đó và mình cho nó vào cái nhúng nó vào cái mục trang mục note này, thì mình có thể take note với cái file đó, và cái file video này nó đang được host bởi Microsoft OneDrive chứ hoàn toàn không phải là trên YouTube. Đấy, như vậy là với các video clip mà mình có bản quyền hay là cái gì, mình hoàn toàn vẫn có thể take note được. Đấy, nó hay ở chỗ đấy, tức là nó không chỉ có ở trên YouTube mà nó còn OneDrive, còn Dropbox các kiểu. Đấy, ghi chú lại các mốc thời gian quan trọng, đấy là một trong những cái rất hay mà mình rất thích ở cái phần mềm này. À, thì ở đây còn có những cái video clip từng được chia ra thành từng các course, từng các khóa học. À, ví dụ về AI, hoặc là mình thích những cái vlogger, mình xem qua vlogger nào, mình xem học tiếng Anh, hay là mình xem các cái bài ca sĩ, hay là mình sẽ thu thập những cái PowerPoint hay là những hiệu ứng kỹ xảo điện ảnh, hiệu ứng PowerPoint để chẳng hạn, hoặc xem các vlogger Việt Nam, vlogger nước ngoài. Đấy, xong rồi học tiếng Anh đấy, mà nó sẽ thành các cái kho này để mình có thể dễ dàng vào, mình ấn vào cái nào là mình làm việc luôn. Đấy, nó rất là, mỗi course có số phần trăm mình đã hoàn thành, tức là ví dụ hôm nay mình cho vào cái ngân hàng này 10 clip, khoảng 100 clip mà mình đã xem 97 clip thì có như 97% xong. Đấy, nó rất hay chỗ ví dụ hôm nay mình có 10 clip trong cái kho này thì là mình đang được 100%, nhưng mà mình lại lỡ lên mạng, lên YouTube mình thấy có 10 clip mới, đúng không? Hay quá, mình lại đổ vào trong cái kho này thì coi như là trong kho này có 10 clip mới mà mình chưa xem thì nó sẽ bị giảm phần trăm, nên mình biết ngay là trong này có cái gì chưa xem. Đấy, rất hay chỗ đấy, rất dễ theo dõi và xem clip nào mình chưa xem. Đấy, nó cái này là MOOC note, mọi người biết là MOOC là cái Massive Online Learning, đúng không? Là để học cho mọi người, rất nổi tiếng với những cái Schoology, rồi là Moodle, hay là tất cả, ngay cả Microsoft Teams bây giờ cũng trở thành một cái gọi là MOOC, là cái hệ thống quản lý học online. Tuy nhiên cái công cụ này là để giúp cho việc học online được sự hỗ trợ của các giáo sư. À, tức là các giáo sư sẽ dọn ra các giáo trình như này, nhưng mình lại tận dụng việc đó, cái app này, cái extension này để take note. Đấy, thế nó mới hay, đúng không? Chúng ta sẽ dùng cái tính năng này để mà take note một cái video clip nhất kỳ. Đấy, bình thường là cái công cụ này được trao cho các giáo sư để mà
được trao cho các giáo sư để mà các giáo sư sẽ thu thập các cái video clip này, và các giáo sư sẽ ra đề cho người khác, các thầy cô sẽ ra đề cho, mà học trò sẽ lấy vào từng video clip này và xem mình học được bao nhiêu rồi. Tuy nhiên mà chúng ta với tư cách cá nhân, chúng ta sẽ dùng nó để take note, và để cái tính năng hay nhất của nó là chụp ảnh, thì mình sẽ dùng cái đèn chụp ảnh đó để làm việc. À, đây là một cái rất hay và trông nó rất đẹp và rất là quy củ. Ví dụ khóa học về AI này, những clip này mình đã xem sẽ có dấu tích này, V này. Git nào có nốt của mình sẽ có biểu tượng đi kèm. Đấy, mọi người thấy là sẽ có biểu tượng đi kèm. Và mình thậm chí còn có hay là mình có thể test được các cái phần nhỏ ra. Đấy, ví dụ YouTube AI là mình sẽ nhóm cả một cái series vào đây với nhau. Tức là cả cái thư mục lớn này nó là về AI. Nhưng mà ví dụ YouTube hoặc là một cái người nổi tiếng hay là một cái trường đại học mà nó có riêng một khóa học về AI chẳng hạn, thì mình sẽ nhóm nó vào một khu vực. Đấy, mọi người thấy cái logo chung chưa, bởi vì nó cùng một nhà sản xuất ra. Thì mình sẽ nhóm chung nó vào một khu vực. Và đây là những cái nhóm khác. Đấy, thì mình sẽ thấy là rất dễ tìm lại và rất dễ xem. Đấy. Mình sẽ tạo các cái category bên trong một cái course, bên trong một cái folder. Đấy. Khi làm mình xem rồi mà không có nốt chứng tỏ clip là không hay, không cần phải xem lại. Đấy. Đấy, ví dụ ở đây là cũng rất hay nữa. Khi mình học nấu ăn, có thể dễ dàng chụp và ghi chú lại các bước. Đấy, chụp và ghi chú lại các bước này, đấy mọi người không ngờ đúng không? Tức là mình cứ tưởng là chỉ để học thôi. Nhưng ngay cả việc nấu ăn thì cái việc chụp lại cái khung hình nó cũng rất quan trọng, mình thấy cũng rất là quan trọng. Kể cả xem những cái chương trình như là siêu trí tuệ, chụp lại khung hình, cái mô tả luật lệ của ban giám khảo cũng rất quan trọng đúng không? Đấy, thì đây là một cái ứng dụng mà mình cũng sử dụng là dùng để khi học nấu ăn có thể dễ dàng chụp và ghi chú lại các bước, rất hay đúng không? À, ví dụ từng bước phải làm gì, okay. Hoặc những biểu cảm của Gordon MG, chắc nhiều người thích Gordon MG, thì những biểu cảm của ông này cực kỳ hay. Khi xem một cái infographic chẳng hạn, mọi người quan tâm đến một cái infographic rất là tuyệt vời đúng không, thì dễ dàng chụp lại các data đấy, vì mình không nhớ là cái clip này bao nhiêu hình hay mà chấm liên tục này, mình không biết là có những cái hình nào hay, thì mình xem một cái, mình xem cái cột này, nhưng mà hóa ra cả cái clip này là hoành tráng như vậy, là nó có những cái ý này đấy. Như vậy là tìm lại thông tin rất nhanh đúng không, tuyệt vời luôn. Khi xem các chương trình ưa thích có thể lưu lại các khoảnh khắc đáng nhớ hay các screenshot trên timeline, ví dụ lúc bạn tập đọc luật lệ là dây thứ bao nhiêu có biến cố xảy ra trong chương trình. Đấy, cứ đến dây nào thì nó tự động highlight đến cái dây đó. Ví dụ mình đang xem bình thường mình chưa làm gì cả, thì nếu như mà xem lại một clip mà mình đã take note thì cứ đến dây nào nó lại đen xì cái chỗ đấy để biết là nó đang đến dây đấy, nó như kiểu nó highlight của mình, nó biết tua của mình là đến dây đấy có cái nốt đấy, nó rất tiện đúng không? Nó nhắc của mình. Ok. Rồi, xin chào các thầy cô trở lại. Thì có một cái ghi chú cuối cùng ở đây, đó là như mình đã nói là học trò mình có, đây này mọi người thấy sự thay đổi chưa? Học trò mình đã làm một cái script, một cái add-on tiếp theo nữa, là add-on này chạy trên Google Chrome và nó bổ sung tính năng cho cái add-on mức nốt. Như vậy chúng ta có hai add-on đây. Thì học trò mình đã làm giúp mình là như vậy là chúng ta đã zoom cái ảnh to lên và nhìn rất rõ hơn rất nhiều so với lúc trước mình chỉ đúng không? Đây là một khóa học về kinh tế chẳng hạn. Như vậy là tất cả các nốt này mọi người thấy là cái nốt của giáo viên người dạy trong này là mình sẽ chụp lại những cái bước ở trong bài giảng, và mình có thể thậm chí là bây giờ mình có thể nhìn những cái này rất là rõ rồi. Đấy. Như vậy lúc trước là cái thumbnail nó quá bé đúng không? Lúc trước là thumbnail nó quá bé, nhưng nhờ cái script, nhờ cái add-on mà học trò mình viết thêm này thì là mình đã nhìn rất dễ rồi và hầu như không phải làm gì nữa rồi. Như vậy là không phải nheo mắt, không phải tìm cách zoom lên đấy, như vậy đấy nó thay được tất cả các cái nốt đấy, nó hiện lên mọi người thấy đấy là khi có nốt nó sẽ trắng hết ở đây và mỗi cái nó sẽ hiện lên như này, và bây giờ rất nét rồi, nhìn rất dễ rồi. Thì mình khuyên là với những ai có màn hình to thì nên tận dụng cái add-on này để mà xem cho nó rõ và nét, và màn hình to và dài ấy đúng không, thì xem này rất là tiện. Đấy, mình nhìn này biết là cái nội dung của cái clip này hóa ra là nó bên trong nó như thế này. Đây là các cái mục 5, chương 6, chương 5 này. Đây là cái clip về 20 nguyên tắc trong tiền tệ này. Đấy, thì từng chương hồi là mình sẽ có take note ở đây, để mình ấn một cái là mình vào được về cái chương này luôn. Đấy. Thì cái này có thể là sẽ học cho mình đã apply để mà đã nộp đơn để mà đưa cái script này lên App Store đấy. Nhưng mà hiện nay thì chưa có, cho nên là lúc nào có thì mình sẽ share link ở dưới phần mô tả của cái clip này. Nhưng mà hiện tại ai muốn có luôn ấy thì có thể sẽ cài kia, tức là mình sẽ gửi một cái file nén mọi người nạp vào trong Google Chrome, thế là nó sẽ mình sẽ chạy được nó mà chưa cần cài trên App Store. Đấy, thì mọi người cứ để lại comment ở dưới cái video clip này để mà mình sẽ gửi cho mọi người cái đó nhá, nếu như mọi người có nhu cầu.
Thì lúc nào mà thực ra lúc nào mà nó được approve lên App Store để nó cũng có trong chợ ứng dụng của cái Chrome, trình duyệt Chrome này thì nó là tiện nhất. Thì là đỡ đỡ phải ấy, thì mình sẽ có cũng có lúc đến lúc đấy mình sẽ có chia sẻ luôn cái đường link. Nếu như mà nếu như mọi người muốn dùng ngay bây giờ thì mọi người cứ để lại comment để mình gửi cho mọi người. Đấy, gửi email nhé. Ok. Đấy vẫn comment. Xin cảm ơn mọi người. Hy vọng là cái này sẽ cực kỳ hữu ích đối với kể cả những người xem clip, kể cả những người xem clip để vui, kể cả những người học tiếng Anh, kể cả những người ham mê nội trợ, ham mê những trí tuệ, ham mê khởi nghiệp, xem sắc tanh, hay là ham mê tiền tệ, nghiên cứu những các kiểu như mình. Đấy, xin cảm ơn các thầy cô.